mọi người phải dán dọc hai bên này, hai bên cơ này. Nhớ nhá, mình phải đúng nhá, dọc hai bên cơ này nhá. Dán vào lưng này không ảnh hưởng đâu. Thì cứ nghĩ là đau. Đúng rồi, đúng rồi. Mình đau vùng này đúng không ạ? Mình đau vùng này đúng không ạ? Thì mình sẽ dán hai miếng dán vùng này. Thì nó sẽ giảm đau. Chứ không dán trực tiếp vào giữa. Cả trên này cũng thế. Ví dụ mình bị đau đây đúng không ạ? Mà mình muốn dán, đơn giản chỉ muốn dán thôi. Thì mình sẽ dán dọc hai bên này nhá. Chỗ bên này này, hoặc là mình dán dọc chỗ này. Chứ mình không dán trực tiếp ở giữa này nhá. Vâng ạ. Thì nó sẽ giảm đau rất hiệu quả, mọi người thử xem. Nó giảm đau nhanh lắm chứ nó không dán giữa này nó không tác dụng gì đâu. Đấy, một cái lưu ý là rất trong cái cao dán của Salapat ấy, cả Hitsamitsu ở gì ạ? Nó có hình ảnh dán dọc hai bên á. Nó có hướng dẫn cụ thể đấy. Thế mà mình dán mọi người có thể cắt đôi cũng được. Giúp dán lớp cổ mình cắt đôi, mình dán ra mình dán dọc hai bên này. Tại vì sao? Tại vì nó tới cơ mà, tới cơ hai bên mà. Thì nó mới giảm đau được. Chứ trực tiếp ở giữa thì nó là cái cuộc sống thì nó không thể nào giãn được đúng không ạ? Đấy nhá, hôm nay là một cái lưu ý cho mọi người về nhá. Dán đâu cũng thế, phải dọc hai bên cơ.